ngồi đợi đấy, ngồi đợi. Dạ, em xin mến chào cô chú chị bạn, rất vui được gặp lại cô chú chị bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay. Và chứng hình của cô chú chị bạn đây là những hình ảnh của bến xe phía Nam của thành phố Nha Trang quý vị. Bến xe giờ này rất là đông vui và nhộn nhịp. Bến xe giờ này là về đêm. Giờ này tầm khoảng 7 giờ tối vậy, 19 giờ. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2022. Đây là xe đi Sài Gòn các bạn, Hà Nội. Ngồi ghế đó chơi đi. Đây là xe Liên Hưng đi Nha Trang, Bình Phước. Giờ xuất bến rồi các bạn. Đây xe Liên Hưng rất là nhiều, Liên Hưng rất là nhiều. Này là xe Quang Hạnh nè. Xe Quang Hạnh là đi Đà Nẵng, Hà Nội. Đó, hành khách đang đợi ở phía ngoài bến. Còn đây là bên trong quầy bán vé, bên trong ngồi bên trong đợi cũng được. Hành khách đang bỏ đồ đạc ở dưới gầm. Xe này là xe giường ngầm, kiểu xe thường thôi, không phải kiểu Linsize. Chiếc Liên Hưng Nha Trang Bình Phước kia xuất bến rồi. Bên đây là xe Cúc Tùng limousine, khung điện di động. Cúc Tùng này đi đâu đây? Cúc Tùng này là đi Nha Trang, tuyến Nha Trang Đà Nẵng rồi. Một chiếc này nữa. Chiếc này là Cúc Tùng đi Nha Trang, thành phố Huế. Sao anh? Dạ. Đây xe Kuho Samco, bến xe Nha Trang đi bến xe miền Đông. Đây có các hãng như là Quang Hạnh, Cúc Tùng, Liên Hưng, Phương Trang, Kuho. Khách ngồi đợi các bạn. Đây Liên Hưng đi Nha Trang, đi Sài Gòn các bạn. Bộ này đi Gia Lai hả? Bộ xe này đi Gia Lai hả anh? Không biết phải vé này không? Vé rồi gì? Mua rồi. Đi còn một gì lại cho mấy đầu. Ủa, vé xe đâu ta? Coi dùm em được phải không anh? Mua vé Liên Hưng này, mua Liên Hưng cái chi nào? Liên Hưng. Mà thôi có một chiếc một Gia Lai. Một chiếc Gia Lai hả? Liên Hưng đi Gia Lai. Dạ. Sài Gòn nhiều quá ha. Đây xe gì đây? Ngọc Phát, Vũng Tàu. Kia là Phương Trang. Phương Trang đi Sài Gòn vậy. Khách ngồi đợi ở phía ngoài này là ngồi bến. Còn bên trong là quầy vé với khu đợi xe. Lại coi đồ đấy. Lại ngồi coi đồ đấy. Coi cái súng của con. Đặt vô cho bà cô. Xe Gia Lai Liên Hưng này là đi Nha Trang Gia Lai này là xuất bến 7 rưỡi vậy. Giờ 7 giờ 10 rồi. đến bến xe Đức Long, Gia Lai. Đi đi em, không có bắt mẹ bồng nha. Lộn 6 giờ, 6 giờ. Rồi chiếc Cúc Tùng cũng xuất bến luôn à. Đi Đà Nẵng. Ở mé bên kia cũng có những chiếc xe đổ nữa, xe Liên Hưng nữa, Nha Trang, Sài Gòn. Đây Cúc Tùng đi thành phố Huế chưa xuất bến nè, đi Đà Nẵng xuất bến rồi. Bên trong các cái quầy bán vé nè. Đây có quầy bán vé Liên Hưng, Phương Trang này, Liên Hưng này, Quang Hạnh này. Bên kia là Kuho, Samco. Ai thích đợi thì ngồi phía ngoài xe, gần xe cũng được, còn không thì vô đây ngồi đợi. Đây, những cái dàn ghế inox ngồi thoải mái thôi. Đây có bán nước, tạp hóa đồ đầy đủ, để quý chị bạn có thể mua. Đây là phía trước của quầy bán vé, phía trước của cổng của bến xe phía Nam Nha Trang mới ngày nay. Ở gần đây là bên kia là cái siêu thị Mega vậy. Đây. Tới rồi, con xách cái đồ chơi của con đi. Có bánh trong đó nha. Đây phòng chờ của bến xe Phương Trang. Anh cho em bỏ đồ cái anh. Về ở đâu á? Dạ về chợ 92. Hay leo. Không, cái đó con đem trên đi. À, bị bánh anh để trên em để đổ. Để cầm lên trên. Cầm trên có bánh mà để con ăn có đói bụng ăn mà. Bỏ anh Dương. Nó gọn. Lên chưa hay đợi? 7 rưỡi mới xuất bến không à? Còn ghế dưới nhiều không anh? Hả? Còn ghế dưới nhiều không? Em đặt cái ghế tên mất là ai cho con. Tối nay có giường không mà. Còn à, hết giường hả? Cũng còn thì mấy người hai con làm một giường hả? Dạ. Do tên đi trèo lên trèo xuống bất tiện quá. Giờ tối nay đặt hết rồi, hết giường. Nay đi nhiều quá ha. Thứ Sáu mà. Dạ, thứ Sáu người ta đi nhiều. Chạy xe thôi. Dạ. Bình thường mấy bữa có chạy ban ngày mà phải không? Không có chạy ngày hả? Đêm đêm về đó là 1-2 giờ sáng. Tới 92 là tầm 1 giờ hả? 2 giờ. 2 giờ hoặc hơn 2 giờ. Dạ. Nhưng đâu tiểu không? Tiểu đi tiểu đi. Đấy, phía sau tiểu à. Ông vô toilet tiểu à, về kép xe kìa. Ngoài ra tiểu dễ tiểu như đúng tiểu. Niêm rồi đứng sau xe. Nhỏ mà đúng không? Con đi tiểu không? Thôi chúng lên xe tiểu cũng được, xe có mấy cầu rẽ. Không có hả? Không có lé hả? Loại này không có toilet à? Ủa vậy em đợt em đi chiếc nào đi Sài Gòn là có toilet mà, có toilet sau. Thế bỏ rồi hả? Đúng rồi, thật sự nó cũng tiện nhưng mà nó tiện cho những người già rồi. Cái gì cho những người làm giường sâu chịu gì nổi. Đúng rồi, mùi hôi. Rồi lên xe nằm nha. 15 phút nữa chạy rồi. Thôi lên cho đứng chi cho chờ. Rồi em để số điện thoại của ông làm việc của anh với lại số điện thoại của anh. A1 chỗ nào ta? Thôi lên đi. Lên lấy bì bóng bỏ dép. Dạ thì cái này em đặt một tao. Treo lên. Con ngồi xuống đây bà lấy bì bóng cho. Có bì không? Đây bì đây. Chú ơi. Đây. Đó. Con tìm giường A1. A1 đây luôn rồi. Đây. A1. Rồi treo lên đi. A1 đó. Đưa đây bỏ đó lên trước. Sao giường này nhỏ dữ ta? Ồ, vậy mình đi bữa trước đi xe kia giường rộng hơn. Giường này nhỏ hơn rồi. Sót vé không anh? Rồi, cảm ơn anh. Anh bị sợ. 979 của anh hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi. Cái xe này giường nó nhỏ hơn xe bữa mình đi thôi. Limousine vậy. Có hai dòng, một loại là có cả toilet phía sau nữa, mà cái dòng xe này là nó không có toilet phía sau, nó cũng 3 dãy ghế vậy. Này không có toilet sau nha. Chào anh. Này không có toilet sau ha. Cái loại này ghế nó hơi nhỏ thôi. Hồi trước đi loại kia ghế lớn. Đây cũng có màn hình LED rồi bình thường. Hai dãy vậy. Dãy ở bên này nè. Đó, đây dãy trong cùng. Đây là dãy chính giữa nè. Dãy bên hông thì nó sẽ có những cái rèm để kéo lại, che lại. Ơi ngồi đi sao đâu. Phía bên này vậy. Đường luồn thì rất là hẹp. Ghế thì cũng nhỏ thôi. Nó ngồi đi mà lên á. Thôi xuống chi lên xuống má con. Rồi lên mà xuống làm gì, chuẩn bị xe chạy rồi. Rồi lên nè. Rồi lên. Giường này chặt quá ha. rồi, bình tĩnh, ổn định chỗ rồi. Chúng ta coi đưa laptop đây. Được quá rồi, được chưa? Quay lại nằm đàng hoàng lại đi, được không? Ok chưa? Con có thấy sợ gì đâu. Gì sợ? Đây, đây có này để bỏ đồ, này bỏ nước. Không có chỗ bật đèn đâu. Đấy, bật đèn. Đấy, bật đèn rồi. Đó. Đây chỗ bỏ đồ này. Con trải đợi bỏ đồ chứ. Rồi có. Đây con không mở đi ơi. Không, cái này không mở được đâu. Giường cũng hơi chặt. Đây, có đèn, đèn ngủ. Đây, máy lạnh. Mobile Home Luxury. Có những cái rèm mà che lại như thế này theo từng buồng, từng phòng. Đây là buồng lái này, lái của tài xế. Có nước đó, có nước rồi lấy hai thùng qua hai thùng đãi dài ra rồi nằm xuống được luôn. Đây phía ngoài. Đây là xe cũng limousine luôn. Giờ đa số xe limousine đấy vậy. Này đi Vũng Tàu nè, Ngọc Phát, Nha Trang, Vũng Tàu, Vũng Tàu, Nha Trang. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị Hoàng đã xem video nhé. Xin kính chào cô chú chị Hoàng ạ.